Em nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi. Chuyện em xin nghỉ chỉ là vì em có định hướng khác cho tương lai của mình thôi, không có liên quan gì đến việc của chị với là anh Khải đâu. Chị xin lỗi em vì đã không nói cho em biết chuyện của chị và Khải. Em hiểu mà. Em biết là chị cũng có cái khó của chị. Chứ là em thấy anh Khải bây giờ cũng chỉ hợp với lại năm phụ của đời em thôi. Còn bây giờ thì em phải đi casting năm chính của đời mình chứ. Bối à, chị tin là em sẽ sớm tìm được năm chính của đời em. Và em chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Chị với lại anh Khải cũng vậy nha. Nhất định là phải hạnh phúc đó. Nếu như mà không á, em sẽ về hỏi tội hai người đó nha. Cảm ơn em. Nhanh trễ giờ kìa. Sao vậy? Tụi baby bên kia kìa. Thôi chắc mình đi về đây nè. Thôi sao? Không xem phim nữa hả? Chứ bây giờ ở lại coi rồi lỡ gặp sao? Thôi đi về, nhanh đi. Anh ơi. Sao hôm nay mình đi gặp người quen nhiều quá à? Gặp bé Vi với Kỳ nữa chứ. Thôi bây giờ mình đi về nhà luôn đi chứ. Đi hồi em sợ gặp người quen nữa đó. Kỳ hả? Ê Khải, sao vậy? Có phải tao không? Tao đi công việc nữa hả? Đi ai vậy? Tao đi công việc với sếp mà. Có gì cà phê sau nha. Tao ăn luôn. Ok, bữa nào gặp. Ôi, cái gì mà gặp hoài vậy? Mà may thật đấy, may mà chống người đấy, chứ không không biết bao giờ mới được ăn. Hôm nay sao anh ơi, em thấy đi đâu cũng gặp người quen hết á. Thì bây giờ em công khai đi, gặp ai cũng phải ngại đúng không? Thôi không được, sao công khai được, mình phải giữ bí mật chứ. Tại vì mình cứ lén lút như này thì người ta mới nghi ngờ đúng không? Đồng nghiệp biết được là hả chọn em. Chưa? Chuyện chị Như với anh Khải đúng không? Tôi nghe rồi. Nói nhỏ tôi. Ủa mà sao bà biết hay vậy? Thì hôm đó tôi đi với chị Anh mà. À, cái vụ mà hôm qua chị thấy chị Như mà chui xuống gầm bàn đúng không? Mà nha, đừng có kể cho chị Anh nha. Chị Anh mà biết thôi, em chửi đó. Ồ, chị Như kỳ thiệt, yêu thì yêu. Có gì đâu mà phải giấu mọi người nhờ. Chắc chị ngại á. Thôi đừng có kể bảo anh là được. Bảo anh nhiều chuyện lắm ấy. Hồi nãy giờ hai đứa nói gì nghe hết luôn rồi. Mày đặt đừng kể chị quanh nghe. Trời ơi nói thấy ớn luôn, cái miệng nó dễ sợ luôn á. Nói mà trong kia người ta nghe luôn á. Nè, mà nói nghe là mày mốt nói sau lưng người ta á thì mình nói cho đúng hiểu không? Mình nói không đúng thì mình bớt nói lại. Trời ơi đằng này á người ta là hả gõ gàng nè, bịt khẩu trang này ha, chị Như bịt khẩu trang nè, xong mà đeo mắt kiến, đội nón xong mà chui với gầm bàn chứ đâu phải là ngồi không đâu bà nội. Nè đó nghe nè. Đừng có nói lớn nghe chưa? Mình mà nói lớn cái chỗ này người ta nghe được mà chị lọt vô cái lỗ tai của chị Như thôi là ba đứa mình bị nghỉ việc, bà hiểu không? Ê nãy giờ tôi thấy bàn to mồm nhất ở đây á.
Đà. Lỡ miệng á. Vô vô vô. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.